Và sau cùng, kính mời quý khán thính giả theo dõi phần phóng sự về giải thưởng Em Viết Tiếng Việt được tổ chức tại vùng Quách Đình Đốn do Bích Phượng và Đậu Thanh Vân thực hiện. Bích Phượng của bản tin Hoa Tình Đốn xin trân trọng kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, để khuyến khích các em sanh lớn ở Mỹ không quên tiếng mẹ đẻ, và hàng năm nhà Việt Nam đều tổ chức một cuộc thi Em Viết Tiếng Việt. Hôm nay ngày thứ Bảy 24 tháng 10 2015 tại James Lee Community Center. Đây là buổi lễ phát giải thưởng cho các em đã dự thi. Trong những năm gần đây, câu lạc bộ văn học nghệ thuật và nhà Việt Nam vùng Hoa Tình Đốn đã có rất nhiều những sinh hoạt về văn hóa xã hội. Những sinh hoạt này được tổ chức theo định kỳ hàng tháng, hàng năm, đã được nhiều đồng hương ủng hộ và tham dự. Tủ sách tiếng quê hương vẫn xuất bản đều đặn, mặc dù số độc giả càng ngày càng ít ỏi. Câu lạc bộ sách nhà Việt Nam họp mặt hàng tháng đã thu hút được nhiều văn nghệ sĩ và những người yêu văn chương, chữ nghĩa. Chương trình văn nghệ về lịch sử, văn hóa tinh hoa nước Việt và cuộc thi Em Viết Tiếng Việt tổ chức hàng năm dành cho các thế hệ trẻ đã được mọi người, mọi lứa tuổi hưởng ứng nồng nhiệt. Cũng như mọi năm, buổi lễ phát thưởng, cuộc thi Em Viết Tiếng Việt năm nay được tổ chức tưng bừng tại James Lee Community Center. Trên hành lang, lối đi vào hội trường, các quan khách dừng chân, ngắm nghía những bài thi đoạt giải được dán trên một tấm bảng thật lớn. Hội trường đông kín khách tham dự và các em sinh viên học sinh. Sau nghi thức chào quốc kỳ, các em được mời lên sân khấu để lãnh thưởng. Những đoạn văn hay, những ý tưởng đẹp được chính các em đọc lên, khiến khán giả vô cùng tán thưởng. Ban tổ chức năm nay cho biết, số thí sinh, số mạnh thường quân và các hội đoàn yểm trợ tài chánh nhiều hơn so với những năm trước. Điều này chứng tỏ việc học nói, học tiếng Việt càng ngày càng được nhiều người quan tâm. Những màn múa hoặc cảnh đơn ca do học sinh các trường Việt ngữ, các sinh viên và các liên đoàn hướng đạo liên tục trình diễn trên sân khấu đã đưa khán giả về với khung cảnh đồng quê Việt Nam và gợi nhớ đến những trang sử hào hùng của dân tộc. Hơn 200 quan khách trìu mến ngắm các em rạng rỡ trên sân khấu. Các em mặc y phục Việt, nghe tiếng Việt, nói tiếng Việt, hát tiếng Việt. Các em đã cho khán giả niềm tin và hy vọng. Tiếng Việt còn, nước Việt còn. Con là lớp 6 ở trong trường Public School. Con sign up cho cái này tại vì con muốn viết tiếng Việt giỏi hơn. Con lựa cái subject tiền có mua được hạnh phúc không? Tùy theo mình dùng thế nào. If mình dùng phang phí thì mình không có hạnh phúc. Và lúc mà mình giúp người nghèo thì hạnh phúc tới người nghèo với lại hạnh phúc tới mình luôn. Con đang học lớp 12. Năm nay con thi vì ông thầy con khuyến khích con để thi mỗi năm. Hình ra con chỉ vô thi thôi. Con chọn được đề thứ nhất là tiền có mua được hạnh phúc. Và con nghĩ con chọn cái đề này tại vì có nhiều cách để nói về cái đề này. Con chọn đề tài tiên hợp lễ hậu văn tại vì cái câu tục ngữ này rất là gần gũi với con, tại vì khi là một bố mẹ hay ông bà con dạy dỗ con thì cũng nói là tiên hợp lễ hậu văn, thì giống như trong bài nói thì con đã viết là tiên hợp phải hậu lễ, tức là học lễ phép đạo đức. Khi bố mẹ con dạy con từ lúc còn nhỏ thì khi nào gặp ai đó lớn tuổi hơn mình thì phải cúi đầu chào và hỏi, thì sau đó học xong tức lễ nghĩa thì mới học chữ nghĩa và học văn à. Và khi nhận giải Petrusky này thì con rất là ngạc nhiên và con rất là may mắn được nhận giải này, và con xin cảm ơn nhà Việt Nam đã cho con một cơ hội để trao dồi tiếng Việt của mình cùng với các bạn, và nên đây là cũng là một cơ hội rất là quý báu đối với con, tại vì con có thể trao dồi và học tiếng Việt nhiều hơn nữa. Mình rất là hãnh diện và rất là ngạc nhiên mà khi được thấy tên cháu được gọi và được mời lên sân khấu. Gia đình lúc nào cũng khuyến khích là con cái luôn luôn nói tiếng Việt ở nhà. Thì hôm nay cũng
ngoài cái sự cảm ơn của nhà văn hóa Việt Nam cũng như là các mạnh thường quân, các thầy cô, các cô chú tạo điều kiện cho các em trao dồi tiếng Việt của mình, mình cũng được cảm ơn là Bảo Ngọc đã vứt lên lời cha mẹ, ông bà mà cố gắng trao dồi tiếng Việt mà có được thành quả ngày hôm nay. Ban tổ chức năm nay nhận được tất cả 80 bài luận của các em nộp, và ban tổ chức của em viết tiếng Việt tức là cô Lê Thị Nhị và cô Thu Thủy đã chọn ra 20 bài, và sau khi đã chọn ra 20 bài đó thì mới chuyển cho 5 giám khảo, trong đó Trinh là một trong những giám khảo, và chúng tôi đã chia bài đó ra theo tuổi. Và trong những cái bài đó không có tên của các em, chỉ có số thí danh mà thôi. Và những cái số thí danh này là do ban tổ chức đặt để, và từ đó chia ra thành 3 nhóm, tuổi từ 11 cho đến 13 là một nhóm, nhóm thứ hai là từ 14 cho đến 17 tuổi, và nhóm thứ ba là trên 20 tuổi. Và chúng tôi tùy theo nhóm tuổi và so sánh bài, và từ đó và chấm điểm và nộp bài lại, đưa lại cho ban tổ chức. Đó là cách chúng tôi chấm điểm. Bích Phượng tường trình từ James Lee Community Center for Church, Virginia. Mừng đại khai trương chi nhánh thứ 10 của Telechon tại Monterey Port Kelly và kỷ niệm đại nhị chu niên chi nhánh Dallas Telechon khắp nơi tưng bừng đại hạ giá lên đến 80% off. Tô thủy tinh 5 cái 2 đồng, chảo non-stick 3 đồng, máy vắt cam 6 đồng, nồi gan 7 đồng, máy xay hành tỏi 8 đồng, lò gas, máy xay tiêu 10 đồng, nồi cơm điện 10 cúp 20 đồng, cặp máy giặt sấy 498 đồng. Game massage Cozia, sưởi ấm toàn thân, xoa bóp lòng bàn chân rất tốt, chỉ có 2.999 đồng. Sony 48 inch 488 đồng, 65 inch 1.498 đồng. Sony SBR 4K 65 inch siêu mỏng 3.498 đồng. Mua với loa Bose Lifestyle tặng TV 40 inch, máy rung tan mỡ, giảm cân bớt 1.500 đồng. Inada Michael Che của Nhật tốt nhất thế giới bớt 3.500 đồng, trả góp 4 năm không tiền lời. Karaoke loa Bose 901 Air One Tower tặng quà đặc biệt, nệm Tempur Pedic, nệm Italy Magniflex, Lamborghini, furniture làm tại Ý, 35% off tặng TV, tủ lạnh, bộ sofa da 100% Italy, chỉ có 4.699 đồng. Telechon Washington DC trong khu Aiden Center, Virginia, 703-237-8999. Kính thưa quý vị, đến đây chương trình phát hình của bản tin quan tình đốn sẽ được chấm dứt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chúc quý vị những giờ phút còn lại của ngày hôm nay và những ngày cuối tuần thật an bình và hạnh phúc bên người thân và bạn hữu. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ phát hình lần tới.